Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của mình. Thì nhân tiện bên mình mới về một lô hàng máy đánh bài mới, thì mình sẽ test cho anh em cùng xem luôn về cái chất lượng và độ hiệu quả của nó khi đi đánh bài anh em nhé. Đấy, với cái dòng máy đánh bài này thì một yếu tố nào để anh em có thể biết được là cái con máy đánh bài này là một con máy đánh bài tốt? Thì cái thứ nhất là về tốc độ báo của nó. Anh em có thể nhìn này, mình chỉ đặt bài xuống. Đấy, đây. Hạ bài xuống bàn phát máy báo luôn. Bỏ lá này. Đấy. Đấy, đấy là tốc độ báo của nó, cực kỳ nhanh cho anh em. Góc báo thì rất là rộng anh em nhé. Anh em có thể đặt này. Đấy. Đó, anh em thấy góc báo không ạ? Ra cả ngoài màn hình luôn. Đấy. Rất là ok cho anh em. Đấy là về tốc độ báo và góc báo của nó. Còn về độ chuẩn xác thì sao ạ? Độ chuẩn xác của nó thì là chuẩn 100% cho anh em nhé. Này, đặt bài ạ. Máy báo 2 đúng không ạ? Máy báo 2 thì nhà số 2 này sẽ là nhà lớn nhất này. Đó, bài này sẽ là bài lớn nhất cho anh em. Anh em thấy không? 9 điểm. 9 này 97 rô. Đấy, bài này 9 thì 96 rô. Là bài mình đã. Bài số 2 này sẽ hơn bài này này. Còn hai bài còn lại đều thua. Đấy, máy báo chuẩn cho anh em từ điểm đến chất. Nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, test lại cho anh em thêm một ván nữa này. Đấy, đây là máy mới về, mình đang kiểm tra và cảm thấy nó rất là ok nên mình giới thiệu đến anh em luôn. Đây. Máy báo 3 đúng không ạ? Máy báo 3 thì là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất đây. Đấy, số 3 đây lớn nhất này. Đó, anh em thấy không ạ? Bài này 8 điểm đúng không ạ? 8 vẫn thua bài số 3. Bài số 3 8 9 cơ. Đó, còn hai bài còn lại đều thua. Đấy, độ chuẩn xác của máy thì không phải bàn. Máy hỗ trợ cho anh em chơi được tất cả các cái trò chơi. Đấy, liên quan đến bài lá, ví dụ như là xâm lốc, ba cây, liêng. Đấy, bài cào, bình sập sám, bình nhân độ. Đấy, tất trò nào cũng có thể chơi được anh em nhé. Đấy, thì hiện nay bên mình đang có chương trình khuyến mại là dành cho những anh em nào mà đăng ký kênh và kết bạn nhắn tin qua Zalo sẽ nhận được một cái mức giá ưu đãi nhất và nhận thêm được cho mình đó là một bộ phần quà trị giá 1 triệu. Phần quà trị giá 1 triệu là bao gồm những cái gì? Là sẽ bao gồm cho anh em là một cây bài trị giá 700 ngàn. Đấy. Và một vỉ pin tai nghe trị giá 500 ngàn là 1 triệu 2. Đấy. Là rất là ok cho anh em. Anh em chỉ việc kết bạn nhắn tin qua Zalo. Đấy. Đăng ký kênh. Là ok anh em nhé. Đấy. Còn về mẫu mã kiểu dáng của máy thì bên mình có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn. Đấy. Từ giá thành thấp đến giá thành cao. Ví dụ như đây. Đây là một cái con máy giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Giá chỉ từ 7 triệu cho anh em. Đấy là anh em có thể sở hữu một con máy đánh bài như thế này, cực kỳ là đẹp. Đấy, hoặc anh em muốn một con máy Samsung cao cấp hơn thì đây là một sự lựa chọn cho anh em. Đấy, con máy này thì anh em có thể thấy là con máy này là kiểu dáng cực kỳ đẹp đúng không ạ? Nhưng mà giá của nó thì rất là mềm cho anh em, chỉ từ 10 triệu cho anh em là có thể sở hữu rồi nha anh em nhé. Đấy, hay như là con máy cao cấp nhất hiện nay của bên mình. Đấy, và cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Anh em có thể thấy một con máy kiểu dáng giống iPhone 7 Plus đúng không ạ? Con máy này là con dòng CVK. Đấy, thì những anh em nào sử dụng qua máy đánh bài rồi thì anh em sẽ biết dòng máy đánh bài CVK nó tốt và hiệu quả như thế nào. Đấy, góc báo cực kỳ nhanh, cực kỳ rộng. Đấy, và độ hiệu quả chuẩn xác là 100% cho anh em. Đấy, tất cả các cái con máy này đều được bên mình kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đấy, khi anh em đi chơi sử dụng đối với con máy mới nó sẽ bao gồm cho anh em là cái gì? Cái thứ nhất là một con máy đây. Và trong hộp nó sẽ có một chiếc tai nghe này. Thì đối với cái tai nghe siêu nhỏ này thì anh em có thể là đeo ở tai là máy sẽ báo trực tiếp về tai nghe. Đấy, để anh em nghe cho rõ anh em nhé. Đấy, thì đấy là những cái gì mà mình sẽ hướng dẫn, à, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em. Còn về cách sử dụng của máy thì mình sẽ chỉ hướng dẫn qua cho anh em. Đấy, còn anh em nào muốn biết thêm chi tiết nữa thì anh em có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo là mình sẽ tư vấn và mình sẽ chỉ dẫn cho anh em cụ thể anh em nhé. Thì đối với con máy này khi anh em đi chơi này, anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường anh em nhé. Lắp sim nghe gọi bình thường, anh em bấm này thăng 13 mã đăng nhập của nó. Đấy, anh em bấm mã đăng nhập của nó này, nó sẽ đăng nhập vào giao diện game như thế này. Đó, bấm đăng nhập này. Đấy, mình vừa test cho anh em trò liêng rồi đúng không ạ?
Thì bây giờ mình có thể test cho anh em sang một số trò khác. Ví dụ test bài cào, mình sẽ test cho bài cào cho anh em nhé. Là đấy, test cho bài cào này thì anh em tùy chỉnh số người chơi nhé. Ví dụ mình có thể tăng số người chơi bằng nút âm lượng này. Mình bấm này. Đấy, máy báo 5 là lên 5 người này. Bấm này. Là lên 6 người này. Đấy, ví dụ mình để 5 người chơi đi. Đó, sau đó mình đặt điện thoại. Thì cái mắt camera nó sẽ nằm bên tay phải này. Anh em nhé, mắt camera sẽ nằm bên tay phải này. Thì khi mình đặt bài ấy, mình chỉ đặt hướng mắt camera này hướng ra này, đặt bài xuống này. Đấy, máy báo 41 tức là sao? Tức là nhà số 4 lớn nhất và nhà số 1 sẽ lớn thứ hai. Đấy. Ví dụ như anh em có thể bán cái thì anh em lấy bài số 4 về mình. Lấy bài số 4 về mình thì mình chia từ nhà số 3 này. Đây. Đấy. Mình đánh 5 nhà đúng không ạ? 5 nhà thì mình chia từ nhà số 4 đây. Đấy, mình chia đây. Đúng không ạ? Mình sẽ test lại cho anh em này. Đấy, mình vừa tính nhầm là 6 nhà. Mình sẽ test 5 nhà cho anh em xem này. À, đặt bài 2-1 đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy bài số 2 về mình. Để bài mình lớn nhất này thì sẽ chia từ nhà sau nhà mình, sau đó chia đến mình 5 bài. Đó, đây. Thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất này. Đấy, anh em thấy không ạ? Bài mình 9 điểm luôn. Rất là ok này. Đấy, đánh bài cào thì anh em có thể bán cái, bán tụ cực kỳ thoải mái. Tiếp tục này, test cho anh em thêm ván nữa này. Ba một này thì lấy bài số 3 về mình đúng không ạ? Bài mình vẫn sẽ là lớn nhất. Đó anh em thấy không? Bài mình 9 điểm này, rất là ok. Đấy, máy hỗ trợ cho anh em chơi cực kỳ là tốt. Đấy, bài thì có đầy đủ các mẫu mã bài cho anh em nhé. Đấy, từ các loại là bài 2K xanh, 2K trắng, đô la, kim cương. Đấy, rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn luôn. Và khi anh em đi chơi sử dụng, nhiều khi anh em không thể cho điện thoại này ra ngoài được thì nó sẽ có những cái bộ sản phẩm hỗ trợ đi kèm. Đấy, ví dụ như là ví soi, anh em có thể để ví ra, để điện thoại trong túi áo túi quần hoàn toàn ok. Hoặc có thể là sử dụng vòng soi, anh em có thể thấy vòng soi đây rất là ok đúng không ạ? Đấy, thì những cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em cực kỳ là tốt. Thì anh em nào muốn biết thêm chi tiết cụ thể thì anh em có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình. Đấy, sẽ được tư vấn miễn phí anh em nhé. Đấy, thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến số điện thoại, hoặc anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đến nơi alo trực tiếp, sẽ có người ra đón và dẫn anh em vào trong cơ sở. Còn những anh em nào ở xa, anh em đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em. Đấy, khi anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng, anh em gọi Zalo bên mình, là bên mình sẽ gọi hướng dẫn cho anh em kiểm tra, ưng anh em lấy, không ưng trả về. Đấy, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình. Đấy, về chất lượng và uy tín của bên Tấn anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.